Người được mời đó là nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Thì cô Bích Hằng là một thành viên trong trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người thuộc về bộ môn cận tâm lý. Thì cái danh từ thì gọi rất là xa lạ, nhưng mà chúng ta hiểu rằng một cách dễ hiểu, những nhà ngoại cảm như cô Phan Thị Bích Hằng là những người có cái khả năng rất là đặc biệt, có thể tiếp xúc với người cõi âm. Đối với cái thế giới vô hình, người cõi âm, thì trong Đạo Phật chúng ta đã được biết, Phật cho chúng ta biết ngoài cái thế giới của loài người thì còn có thế giới của chư thiên, thế giới của các vị thần, thế giới cõi súc sinh, địa ngục, ngạ quỷ, vân vân. Và những cái thế giới mà không có thân thể vật chất như con người chúng ta hay là thế giới súc sinh thì chúng ta không có nhận mắt, không có nhận thấy được bằng con mắt thường của mình. Chỉ có những vị có thần thông, tức là có thiên nhãn thì sẽ thấy được những chúng sinh trong cõi giới vô hình ấy. Thì ở đây những nhà ngoại cảm như cô Phan Thị Bích Hằng thì có những cái nhân duyên đặc biệt, không có thần thông như các vị thánh trong Đạo Phật, nhưng cũng có được cái khả năng tiếp xúc được với người cõi âm và nghe họ tâm tình, họ nói rất là nhiều điều. Và thông qua những người đặc biệt như cô Phan Thị Bích Hằng, cho nên trong 10 năm qua, riêng bản thân cô Phan Thị Bích Hằng đã tìm được hơn 10.000 ngôi mộ, hơn 10.000 bộ hài cốt đã bị thất lạc, và trong đó phần lớn là hài cốt của liệt sĩ. Thì hôm nay nhận lời mời của sư phụ Sơn Quang là cô Phan Thị Bích Hằng vừa từ ngoài Hà Nội vào đây để có mặt trong cái buổi tọa đàm này để kể về những cái công chuyện mà cô đã làm được trong những năm qua, cũng như là nói lên cái chân tình của cô cúng dường lên mười phương chư Phật, bởi vì cô cũng là một người rất am tường về đạo lý và sống cũng theo đạo lý có cái mức độ rất là sâu sắc. Một lần nữa xin trân trọng giới thiệu nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đến với tất cả quý Phật tử. Xin cảm ơn, xin mời chị ngồi. Trước hết, cô Bích Hằng có thể cho biết sơ lược về thân thế và tiểu sử của mình cho tất cả quý quan khách cũng như quý Phật tử có thể được biết không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy chủ trì chùa Phật Quang, kính thưa quý thầy, quý cô, kính thưa quý vị đại biểu cùng các quý vị Phật tử thân mến. Năm nay nếu tính theo tuổi dương lịch thì tôi tròn 35 tuổi. Tôi sinh năm 1972, sinh ra ở trên vùng quê hương mà đi đâu tôi cũng rất tự hào về quê hương mình. Đó là một tỉnh nghèo nằm ở vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Và nơi quê hương tôi là nơi quê hương có nhiều những di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh từ thời vua Đinh, vua Lê cho tới ngày nay. Nơi làng quê tôi sinh ra thì trước đây thường gọi là làng Phương Du. Và ở nơi làng Phương Du đó, tên Phương Du chính là do vua Trần Nhân Tông đặt cho quê tôi. Và cũng chính nơi làng Phương Du này có tọa lạc một ngôi chùa, 100 gian, và hiện nay còn tồn tại đài sen bằng đá độc nhất vô nhị của Việt Nam, có lịch sử từ 700 năm. Và chính nơi ngôi chùa này, Huyền Trân Công Chúa đã về đây tu hành sau khi bà rời Chiêm Thành về với đất nước Việt Nam. Cha tôi là một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, và người cũng đã mất bởi căn bệnh do di chứng chiến tranh để lại, đó là hậu quả của chất độc màu da cam. Mẹ tôi là một giáo viên, và hiện nay tôi cũng đang công tác tại một trường đại học, đó là trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Người hiệu trưởng của trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nguyên là vị Phó Thủ tướng Trần Phương đáng kính, và cũng là người chắp cánh cho tôi rất nhiều gần 10 năm qua, tạo điều kiện cho tôi để tôi có điều kiện tốt nhất về thời gian, về tinh thần và kể cả về vật lực để tôi có thể đi tìm liệt sĩ, tìm những người bị mất tích một cách hiệu quả nhất. Hôm nay tôi rất là vinh dự được đến chùa Phật Quang, được xuất hiện trước hàng ngàn các quý vị Phật tử với một lòng kính Phật, và chắc chắn là tất cả những quý vị ở đây đều có chữ tâm rất là lớn, và tôi cảm thấy tôi rất xúc động, rất vinh dự và tự hào khi được xuất hiện trước một tập thể các Phật tử như vậy. Và trong lòng tôi cũng cảm thấy như tôi làm bao nhiêu cũng chưa đủ với thiện chí của tất cả các quý vị đã dành cho tôi. Trước hết, tôi xin gửi tới các quý vị trong ngày lễ Phật đản một lời cầu chúc
sức khỏe tới tất cả các quý vị, và cũng là lời cầu nguyện cho tất cả các hương linh, người thân của các quý vị, cũng như hương linh của các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn hôm nay đã về đây, người âm cũng như người dương một sự cầu nguyện. Chúng ta được hạnh phúc, viên mãn, thành đạt, và những người âm, những hương linh, người thân của gia đình chúng ta, cũng như những đồng bào thân yêu của chúng ta và những chiến sĩ thương yêu của chúng ta được siêu thoát về nơi cực lạc với cửa Phật. A-di-đà Phật. Xin cảm ơn chị. Thưa chị, là cái công việc của chị làm trong suốt 10 năm qua cùng với cái tập thể của những nhà tâm linh học thì rất là đặc biệt, và trong suốt cả hàng chục ngàn trường hợp đặc biệt như thế thì có cái trường hợp nào đã để lại cái ấn tượng rất là sâu sắc cũng như là sự xúc động lớn nhất cho chị trong suốt thời gian qua không ạ? Có thể chị chia sẻ hoặc là kể lại cho tất cả mọi người ở đây được nghe. A Di Đà Phật. Trong hành trình từ năm 1990 là tôi bắt đầu làm những việc thuộc về thế giới tâm linh. 18 năm qua với bao nhiêu những thử thách, những gian nan, những khó khăn, những thăng trầm, vinh quang cũng có mà tủi nhục thì cũng không ít. Vinh quang thì chỉ đến với một mình tôi, nhưng mà tủi nhục thì cả cha mẹ, cả người thân của tôi đều phải gánh chịu. Những ngày đầu tiên tôi có khả năng đặc biệt. Và trong suốt cả quãng thời gian như vậy thì trong tôi cũng có nhiều những kỷ niệm và những ấn tượng. Cũng có những ấn tượng rất là đẹp, và tôi trân trọng cái ấn tượng đó, trân trọng những kỷ niệm đẹp để trở thành dĩ vãng. Cũng có những ấn tượng gần như là tạo thành một vết thương ở trong lòng, vì những ngày đầu tiên không phải là ai cũng nhìn ngoại cảm bằng con mắt như bây giờ. Họ cho chúng tôi là những người lập dị, rồi thậm chí có những câu từ và những cái nhìn, những cái suy nghĩ không hay ho và không thiện chí, và khiến cho cả gia đình tôi cũng như bản thân tôi chịu rất nhiều áp lực. Và đã có lúc tôi nghĩ rằng cái việc mà tôi có khả năng đặc biệt này giống như một cái nghiệp, tức là một cái nghiệp mà tôi đang phải gánh chịu và cả gia đình tôi phải gánh chịu. Nhưng sau này cũng rất may, trong bước đường làm việc của tôi thì với cái tâm hướng về cõi Phật, với cái tâm hướng về chữ tâm và hướng về những điều tốt đẹp, hướng thiện, hướng về thiên lương trong sáng của con người, thì tôi đã gặp được rất nhiều những người tốt. Và nói như Đức Phật nói rằng những cái việc tốt ở trên đời, những người tốt ở trên đời như lá cây rừng, còn những người xấu và những cái việc không tốt chỉ là như những cái lá mà mình vô tình hái được nắm trong tay. Và tôi đã giữ lại những cái lá cây rừng và tôi đã bỏ đi những cái mà nắm trong tay. Và trong những cái lá cây rừng đó rất nhiều thì để lại trong tôi những tấm gương của những bà mẹ, của những người con và của cả những người liệt sĩ, mà tôi cảm thấy tôi có thể khắc cốt ghi tâm và tôi giữ lấy làm hành trang đã, đang và sẽ theo tôi trong suốt cuộc đời. Hôm nay thời gian có hạn, không thể kể hết được những kỷ niệm đó, nhưng tôi chỉ xin kể lại một kỷ niệm mà đã để lại dấu ấn trong tôi cũng rất là sâu sắc. Kỷ niệm đó cách đây khoảng 7 năm, tôi đã về một vùng quê Tiền Hải Thái Bình, nơi tiếng trống năm 30 còn vang vọng đến bây giờ. Tôi đã giúp cho một gia đình cách mạng, đó là gia đình của Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ Ngô Duy Phớn. Và hiện nay thì hậu duệ của cụ, con cháu của cụ hiện đang sinh sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh và tại xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Tôi giúp cho gia đình của Bí thư xứ ủy Trung Kỳ Ngô Duy Phớn tìm lại hài cốt của những người thân đã mất của liệt sĩ. Ông Ngô Duy Phớn cũng là một liệt sĩ bị tù đầy và chết ở trong tù. Ông có một người con trai là Ngô Duy Ánh, và người con trai đó cũng chết trong trận càn Mép Quia ở tại Tiền Hải Thái Bình năm 1952. Người đến nhờ tôi làm công việc này chính là anh Ngô Duy Tân. Anh Ngô Duy Tân là con trai út của ông Ngô Duy Ánh. Và qua cái trường hợp tìm kiếm cho gia đình anh Ngô Duy Tân, trong cuộc giao lưu giữa tôi và liệt sĩ Ngô Duy Ánh, thì tôi đã thấy được một hình ảnh vô cùng là xúc động
gây ấn tượng rất sâu sắc đối với tôi. Và tôi thấy được một khí phách, một con người và trên hết là một tấm lòng bao dung và độ lượng của một bà mẹ Việt Nam. Tôi tiếc rằng bà chưa được phong là bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhưng những gì bà đã làm rất xứng đáng là bà mẹ Việt Nam anh hùng, mặc dù chồng bà đã là một liệt sĩ anh hùng. Thì khi anh Ngô Duy Tân đến với tôi, trên tay anh chỉ có duy nhất một tấm ảnh về người cha của mình. Người cha mà anh ấy chưa một lần biết mặt và chưa một lần anh được gọi một câu bố ơi. Khi anh ra đời thì bố anh ấy đã hy sinh rồi. Và khi anh chuyển cái tấm ảnh đến cho tôi, anh đi cùng với Trung tướng Nam Phong, nguyên là tư lệnh của Sư đoàn 7, là người thủ trưởng cũ của anh Ngô Duy Tân. Anh Ngô Duy Tân này cũng là một chiến binh. Anh đã viết cái cảm xúc của mình, tức là hòa bình đến trong hồn thiên tử sĩ, hạnh phúc thiên đường nhưng vắng bóng cha. Và chính vì cái tâm trạng như vậy, anh ấy đã đi tìm cha anh ấy khắp mọi nơi, khắp mọi miền của Tổ quốc, nơi nào mà có những đồng đội của bố anh ấy còn sống sót là anh ấy tìm đến để hỏi thăm những thông tin về cha của mình. Và đến cuối cùng thì anh ấy biết được rằng cha anh ấy hy sinh ngay trên tại mảnh đất của quê hương anh ấy. Và chính cái đêm cuối cùng khi cha anh ấy về thăm mẹ anh ấy, và chính cái ngày hôm đó, đêm hôm đó cũng là cái đêm mà hình thành một Ngô Duy Tân ở trong lòng người mẹ ấy, thì cha anh ấy đã vĩnh viễn ra đi. Cha anh ấy chưa kịp biết rằng ông đã để lại cho đời một giọt máu ở trong lòng người vợ thủy chung của mình. Và anh Ngô Duy Tân cũng vậy. Anh ấy sinh ra, anh có mặt trên cõi đời này từ phôi thai, từ một giọt máu, ngày nào thì cũng là từng ấy ngày là anh ấy đã, cha anh ấy đã hy sinh. Lời đầu tiên khi tôi gặp được vong linh của liệt sĩ Ngô Duy Ánh thì liệt sĩ đã nói với tôi rằng: Tân ơi, mặc dù trước khi cha hy sinh cha không biết là có con, nhưng cha đã theo con từ những ngày con còn phôi thai trứng nước trong bụng mẹ cho đến bây giờ. Cha luôn ở bên con và cha thấy cha rất tự hào vì cha có con, và cha tự hào hơn nữa vì con là một chiến binh. Và niềm tự hào của cha được nhân lên và cha có thể mỉm cười nơi chín suối bởi những việc con đã làm, con đã làm, đang làm hiện nay. Bây giờ con quay trở về đây, con đi tìm cha, thì con hãy đi theo hành trình như thế này. Cha hy sinh ở tại sông Trà Lý cùng với 5 đồng đội khác, và xác của cha và những đồng đội trôi dạt vào một đầm nước thuộc xã Đông Quý của huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, phía bên kia sông Trà Lý. Và hiện nay cha đang nằm ở bên cạnh một cái xưởng cơ khí. Hàng ngày cha phải nằm ở đó để cha nghe cái tiếng người ta gõ, người ta làm thuyền, người ta đóng thuyền, sửa tàu. Và ở đó là có cái lò gạch của một cha con ông lão đóng gạch, tên là Thành và Thèo. Con hãy tìm về đấy, con không phải đi tìm đâu xa, con chạy đi khắp Hưng Yên, Thái Bình, con chạy đi các tỉnh làm gì. Cha nằm ở ngay gần quê hương mình thôi, chỉ ngược từ Tiền Hải lên một chút là con sẽ tìm thấy. Thế là cha con, anh em, anh Ngô Duy Tân cùng nhau đi về sông Trà Lý, và cứ đi dọc bên sông Trà Lý để tìm lại những cái địa danh như cha anh ấy nói, và tìm lại những cái đặc điểm, ví dụ như có xưởng đóng tàu, có lò gạch ở ven bên hai bờ sông thì có biết bao nhiêu cái lò gạch. Nhưng cuối cùng thì đã tìm được cái lò gạch mà nơi cha con, cái cụ Thèo mà như là cha của anh Ngô Duy Tân nói. Nhưng cụ ấy bây giờ đã mất, bây giờ cụ cũng không ở cái lò gạch đó nữa, mà bây giờ lại một người khác, người ta đến, người ta tiếp cận. Thế và nhờ những cái miêu tả của bố, của cha của anh Tân, thì anh Tân đã tìm được cái nơi cha anh Tân nằm. Thế nhưng có một điều rất là trớ trêu, khi cha con ông Thành làm lò gạch bốc lên thì lại tìm thấy tất cả là 4 cái xác chứ không phải là 1. 4 cái xác, và ông nghèo quá, ông không có tiền đi mua tiểu, ông đã xếp những viên gạch ở cái lò gạch của mình. Ông bỏ xương các liệt sĩ vào đấy và ông đậy gạch lên trên. Đến sau này khi vài năm sau ông ấy làm, ông có tiền một chút thì ông lại nghĩ ra là phải kiếm một cái tiểu, nhặt những cái xương đó bỏ vào trong tiểu. Thế nhưng rồi 5 tháng qua đi, cái sự biến đổi của thời gian, rồi ở đấy là bờ sông mà nước thủy triều lên xuống phù sa bồi đắp, thì bây giờ cũng không nhớ được là để ở chỗ nào nữa. Chỉ biết rằng là có mấy cái hải cốt đã được để, và bây giờ cái chỗ mà cha con ông Thèo làm lò gạch xưa kia bây giờ là cả một đầm nước mênh mông. Thế sau đó thì tôi đã đi cùng với gia đình anh Ngô Duy Tân về đó để tìm.
tìm thì cha anh Tân con nói là con hãy xuống nước, con tìm vào, con mò xuống cái chỗ có cái mảnh sành bát ấy, thì ở dưới mảnh sành bát đấy là mộ của cha. Thế khi anh Tân đi xuống mò thì mãi không thấy vì nước cả. Một lúc sau thì anh hô lên, anh bảo mảnh sành bát đây rồi. Tức là trong tâm trạng mừng quá thì anh ấy cầm anh chạy vèo lên bờ. Thế là thôi mặt nước cũng xóa luôn vết tích, không biết là cái mảnh sành đấy ở chỗ nào nữa. Thế và lại một lần nữa phải làm lại. Làm lại thì bây giờ không còn vết tích gì đặc biệt để đánh dấu trên cái ngôi mộ của liệt sĩ nữa. Và cuối cùng gia đình đã phải chất những bao cát lên để bơm quật hết cả cái đầm nước ấy ra, như là đắp một con đê để bơm quật đầm nước ra, và đã lấy được 4 cái hài cốt đó. Nhưng anh Tân đã đưa hài cốt của cha anh về, cha anh đã nói với anh ấy là cha còn những đồng đội như thế này, tên tuổi này, các bác các chú đang sống ở những nơi này, con hãy tìm về trong ngày lễ truy điệu của cha. Và ông ấy gọi một người nhân chứng chứng kiến được cái sự hy sinh của ông ra, thì cái người nhân chứng đó chính là người em, tức là con ông cậu của gia đình anh Ngô Duy Tân. Thế sau đó thì anh Tân đem hài cốt của bố mình về Tây Tiến, Tiền Hải, Thái Bình để an táng. Còn ba người đồng đội, ông đã cho tên là một người ở Diêm Điền, một người ở Gia Lâm và một người ở Nam Định. Thì khi ông cho tên thì gia đình anh Tân đã đi tìm đến từng gia đình một. Thì có gia đình thì người thân chết hết rồi, còn duy nhất một gia đình ở bên Gia Lâm thì còn sống. Nhưng vì ông anh nghèo quá, không có điều kiện để về Thái Bình để lấy hài cốt, thì anh Tân đã để lại 2 triệu đồng cho những người ở trong cái gia đình đó, trong cái gia đình mà hiện nay đang làm chủ cái mảnh đất mà có hài cốt của cha anh ấy nằm. Anh Tân nói rằng hãy thay tôi đưa 3 ngôi mộ này lên bờ và đắp cho 3 liệt sĩ 3 phần mộ cho đàng hoàng. Thì sau khi anh Tân đi tầm khoảng 10 ngày sau, thì có linh ứng của cha là báo là đồng đội của bố vẫn nhắc con, tức là tại sao không đưa các bác lên bờ. Thì anh Tân mới quay trở lại cái vị trí đó. Thì đúng thật, cái đầm nước lại được trả về mênh mông như cũ. Và 3 cái hài cốt kia vẫn nằm ở dưới. Tức là cái người chủ nhân họ nhận cái số tiền 2 triệu đó nhưng họ không làm. Họ không làm thì khi chúng tôi đến hỏi là tại sao lại không làm, thì gia đình đó rất là sợ hãi và nói rằng sau khi tôi cầm 2 triệu đấy về, tôi đi mua tivi tôi xem. Tức là tôi không bốc lên. Và sau khi xem mua về được một ngày, sang ngày thứ hai thì cái tivi đó bị cháy hoàn toàn, cháy không cứu vãn nổi. Là khi cháy xong rồi thì người thợ sửa điện tử đến thì bảo là cái tivi này bây giờ chỉ đem ra để làm bể cá mà chơi thôi, chứ chả làm được cái gì nữa, không thể sửa được, cháy không còn một cái gì cả. Và sau đó thì cái đàn vịt của cái gia đình đó là cứ tự nhiên chết. Năm 2001, cái thời điểm đó là vào tháng 9 năm 2001, thì tháng 9 năm 2001 là dịch cúm gia cầm H5N1 chưa hề có, chưa xuất hiện. Nhưng mà đàn vịt của gia đình đó cứ tự nhiên chết hàng loạt. Thế và lúc đó thì anh Ngô Duy Tân này rất là giận. Anh ấy nói rằng các liệt sĩ đã trừng phạt nhà cậu. Bởi vì tôi đưa tiền cho cậu để làm việc cho các liệt sĩ nhưng cậu đã không làm, cậu đem cậu chi dùng cho cá nhân. Bây giờ cậu hãy ra cậu xin sám hối các liệt sĩ đi và hãy sửa sai đi. Thế và gia đình nhà đó thì đã quay ra cái chỗ đầm nước đó và xin, bởi vì lúc đó họ cũng thực sự sợ hãi rồi nhưng họ không biết làm gì cả. Sau đó thì anh Tân lại thuê những người khác để bốc 3 cái ngôi mộ đó lên trên bờ sông để, và cho đến bây giờ thì cả 3 liệt sĩ đó đã được trở về với người thân của mình. Thì anh Ngô Duy Tân hiện nay thì anh ấy là một chiến binh, và tôi cảm thấy rằng là đây cũng là một con người hiếm có. Là đây là người mà đã gây xôn xao dư luận vừa rồi là về cái việc nuôi hổ ở Bình Dương, là ông vua nuôi hổ, và đã được báo chí nhắc đến rất nhiều và gây nên những cuộc tranh cãi. Và ở đây câu chuyện đáng nói hơn ấy là tôi muốn nói đến bà của anh Ngô Duy Tân. Tức là khi tôi về tôi tìm mộ của con bà là liệt sĩ, thì bà đã mất rồi nhưng luôn luôn lúc nào bà cũng đứng ở bên cạnh. Tức là luôn luôn bà đứng ở bên cạnh tôi và bà nhắc nhở, bà nói từng kỷ niệm một. Tức là bà bảo là trước đây khi con dâu bà mang bầu đứa con trai út như thế nào đã chịu oan khiên, bởi vì xóm làng thắc mắc là tại sao chồng đi công tác mà tự nhiên lại có bầu. Và bà đã là người đứng ra làm chứng bảo lãnh cho con dâu về cái việc, chứng minh cho con dâu về cái việc cái thai đó là của con trai bà. Bởi vì chính cái hôm con trai bà về thăm con dâu để đi công tác thì là hôm bà đứng gác cổng cho con trai về thăm vợ. Và sau đó thì những năm
Tuy chồng bà là bí thư xứ ủy, gia đình bà là những nhân vật nổi tiếng như ông Ngô Duy Cảo, Ngô Duy Đông đều là những người hoạt động trong đảng, đảng ủy, thường vụ tỉnh ủy, bí thư tỉnh ủy. Nhưng mà bà lại bị quy là địa chủ, tức là bà cũng đã bị đấu tố và chịu rất nhiều những cái cay đắng. Mà cái thời cải cách ruộng đất, những người bị đấu tố phải chịu những cay đắng như thế nào thì chắc chắn rằng trong số chúng ta ngồi đây ai cũng biết và ai cũng có thể hình dung ra rồi. Thế nhưng lúc đó thì bà vẫn nén lòng lại và bà vẫn cúi đầu chịu đựng và chấp nhận tất cả để nuôi dạy những đứa cháu thành người. Và bà là một người cũng hiếm có trong những bà mẹ Việt Nam là đi gả chồng cho con dâu. Vì con dâu còn quá trẻ, bà đã đi gả chồng cho con dâu để nuôi cháu một mình. Đấy, và sau này khi mà người ta đấu tố bà như vậy nhưng bà vẫn tiếp tục đi làm những công việc làm phúc cho nhân dân, cứu đời, giúp đời, cứu người. Đến khi bà nằm xuống thì luật nhân quả của nhà Phật và cái luật nhân quả của cuộc đời đã trả lại công bằng cho bà. Chồng bà được truy tặng là anh hùng, con trai của bà và cũng tìm được hài cốt, con trai của bà là liệt sĩ Ngô Duy Ánh cũng được tìm thấy và đưa về nằm ở những nơi mà con trai bà xứng đáng được tôn vinh. Và bản thân những người cháu của bà, ví dụ như anh Ngô Duy Tân, sinh ra trong cái hoàn cảnh rất là đặc biệt như vậy, là con là cháu của một liệt sĩ và đã từng phải chịu đựng, đã từng phải đứng, còn rất nhỏ tuổi đã từng phải đứng để chịu bị người ta chỏi đá chỏi đất vào đầu khi trong những tháng ngày bà bị đấu tố. Và cuối cùng thì cũng cháu bà đã trở thành một người vô cùng thành đạt và đã trở thành một người chiến binh. Thì anh này bây giờ có một cái việc làm là anh ấy là lính của sư đoàn 7, bây giờ là một doanh nghiệp rất thành đạt, đó chính là doanh nghiệp Pacific. Thì anh ấy đi tìm về tất cả những người đồng đội của mình đã từng chiến đấu trong những năm tháng ở Trường Sơn để giúp đỡ. Ví dụ những người nào là cựu chiến binh của sư đoàn, là đồng đội của anh ấy, thì anh ấy giúp đỡ tiền bạc nếu mà nghèo khổ, nhà cửa nếu chưa có nhà cửa, chữa bệnh nếu như đang có bệnh. Là bây giờ là cái thú vui của anh ấy là đi rong ruổi các miền của đất nước để tìm lại đồng đội của mình và mở cái tấm lòng hào hiệp, cái tấm lòng hiệp sĩ của mình để đi lấy lại sự công bằng cho mọi người và giúp đỡ những người nghèo kẻ khổ. Và trong đó thì cũng có những cái việc làm mà chắc có lẽ mọi người chỉ biết đến anh ở góc độ ấy thôi, tức là cái góc độ là một người cũng đứng ra để cứu hộ những cái động vật gần như chuẩn bị tuyệt chủng, chẳng hạn như là hổ, là báo, rồi những con vật quý hiếm đó. Nên tôi cảm thấy rằng là đây cũng là một tấm gương, đây cũng là một cái con người có rất nhiều điều đáng để cho chúng ta học tập. Và hôm nay thì nhân cái buổi này, ngày lễ Phật đản, thì ngày mà chúng ta thường nói theo dân gian là bụt sinh bụt đẻ mà, thì tôi cũng muốn kể lại một trường hợp của một con người được sinh ra đặc biệt như vậy. A Di Đà Phật. Kính thưa các Phật tử, chúng ta vừa qua nghe câu chuyện của Bích Hằng vừa kể thì chúng ta thấy người đã nhận tiền bốc ba ngôi mộ của liệt sĩ nhưng họ không thực hiện được, và họ lấy tiền đó để ăn xài riêng. Và chúng ta thấy là họ cũng bị những tai nạn nhỏ nhỏ như là tivi bốc cháy hay là những đàn vịt bị chết. Thì chúng ta thấy là những người vô trách nhiệm và những người quên đi những công lao hy sinh của những người liệt sĩ đó thì họ để chịu được những cái hậu quả đó. Và có rất là nhiều những người cũng vì đồng tiền mà bán đi tất cả những uy tín của đất nước mình, cũng như là làm lũng đoạn kinh tế của mình. Tường Phổ xin hỏi Bích Hằng một câu là có những người chết họ có bao giờ mà phiền trách cho những người sống của mình không ạ? Nếu mà nói về chuyện là những người đã khuất có phiền trách người đã sống hay không thì có và rất nhiều. Nhưng mà những người đã mất thì qua tiếp xúc của tôi trong hơn 10 năm qua thì tôi cảm nhận được ở họ, tức là cái phiền trách cũng nhiều, khen ngợi thì cũng nhiều và dạy bảo con cháu thì càng nhiều hơn. Nhưng trên tất cả là cái tấm lòng bao dung và độ lượng. Và tôi chỉ thấy rằng ở cái thế giới của những người đã khuất ấy, có một điều mà tôi cảm nhận là ở cái thế giới đó không có tham sân si. Người ta phiền trách nhưng bao giờ người ta cũng nói một câu là trách những người không có nghĩa chứ không ai trách người không biết lễ. Có những người nói với con cháu rằng
vô tiểu bất thành lễ, tức là có những cụ đi theo nho giáo ấy, tôi đã tìm thấy một cụ đồ, khi cụ nhìn trên mâm lễ con cháu đi rất là sơ sài không có gì cả, thì cụ mới nói rằng là bao giờ khi lễ người ta cũng nói là thanh bông hoa quả rồi phù tiểu thanh thủy, thế nhưng đây thì rượu thì không có, hoa thì cũng không, thế tấm lòng thành của các con cháu thể hiện bằng cái gì đây mà vô tiểu thì bất thành lễ. Nhưng mà thôi, vì hôm nay là các cháu đi tìm ông nên là ông không trách cái chuyện đấy. Ông không bao giờ chấp những cái người không biết lễ, bởi vì lễ thì người biết người không, quan trọng là cái tâm. Nhưng ông trách những đứa bất nghĩa. Và sau đó thì cụ có nhắc nhở những cái cháu bất nghĩa, đứa nào đã làm cái chuyện gì, ngay cả cái chuyện tranh giành nhau về nhà thờ, về từ đường, về đất đai, rất nhiều. Còn một câu chuyện mà tôi mới làm gần đây thôi, rất là gần, cách đây chỉ khoảng hơn một tuần, khi tôi vào thôn Nguyệt Viên, xã Hoàng Quang, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, tôi giúp cho một gia đình quê gốc là ở thôn Nguyệt Viên. Và có lẽ là tất cả những người dân sống ở thôn Nguyệt Viên khi nhắc đến gia đình ông Ký Mậu thì người ta đều biết đến gia đình ông với một cái tấm lòng rất là thành kính, là bởi vì gia đình ông này đã từng cứu giúp bao nhiêu người dân và đã từng nấu cơm, nấu cháo, phát trần cho bà con nhân dân trong những năm đói khổ cùng cực, những năm 45. Thì tôi về tôi tìm người nhà của nhà ông Ký Mậu. Ông Ký Mậu thì có mộ, nhưng người nhà của ông là một bà họ hàng. Bà này là bà vợ ba. Nhưng bà này thì chính là cái người đã thay mặt hai bà vợ trước nuôi nấng các con, các cháu trưởng thành, bởi vì hai bà trước thì không may bị chết sớm. Thế trong cái quá trình cải tạo đồng ruộng rồi làm nhà làm cửa, thay đổi về địa bàn địa hình thì ngôi mộ của bà đã bị mất, các con cháu thì đi xa, ngôi mộ của bà đã bị thất lạc và nhân dân đã di chuyển rồi làm nhà làm cửa lên trên. Thì khi tôi đi đến tôi tìm mộ thì lúc đầu là không có ý tìm mộ của bà cụ mà chỉ có ý tìm mộ những người khác. Thế sau đó thì cái người con rể cũng là người chết rồi nhắc các con các cháu là nhà mình còn mộ của bà, thì các con nên đi tìm mộ bà. Mộ bà nằm ở cách đây không xa đâu, chỉ khoảng mấy chục bước chân thôi. Thì cụ chỉ ra cái vị trí ở gần đường, thì đó là một cái đường đi không hề có gì cả, không biết thì không biết là ở dưới có mộ. Thế khi cụ ra đấy thì các con các cháu tất cả mọi người đều đi thắp hương. Thì tự nhiên có một bác, là bác ấy là người đi dẹp trật tự, thì bác ấy thấy một cái nén hương bị đổ xuống thì bác lại nhấc ra một chỗ khác bác ấy cắm. Thì tôi đang lúng túng, tôi chưa biết là phải làm thế nào để phân biệt được và đâu là mộ của cụ, vì đông người quá, tức là người dương đến xem nhiều quá thì làm mất cả cái hình ảnh của người âm đi, không thể xem nổi. Thì tự nhiên nghe tiếng cụ nói là cụ vừa ở chỗ mà thằng Thanh nó thắp hương ấy. Thế tôi quay lại tôi hỏi là ai là thằng Thanh, bởi vì trong số hàng trăm người ra xem không biết ai tên là Thanh cả. Thì có một bác đứng lên, bác bảo là tôi là Thanh. Thì ông rất là run rẩy, ông bảo là có, tôi vừa dựng lại một nén hương thôi. Rồi thế bác dựng ở chỗ nào? Ông bảo đây tôi cắm duy nhất một nén thôi. Thì đúng ở chỗ đấy là cái đường đi, bên cạnh là một cái hố phân. Và ông cắm nén hương ở bên cạnh cái đường ấy, và bên cạnh hố phân ấy, thì bà cụ mới gọi. Là bà cụ gọi là Phong ơi ra đây mà nhìn, các cháu đến đây nhìn, các cháu nhìn xem đây có phải là một ngôi mộ hay không, hay là cái gì thì trả lời cho bà đi. Thì tất cả các con cháu đều nhìn, thì bà là đây là hố phân. Bà bảo đúng. Thế ở dưới đây là cái gì? Các con cháu bảo không biết. Bà bảo dưới đây là mộ của bà, tức là bà đã nằm chúc đầu xuống cái hố phân này không biết bao nhiêu năm rồi. Một tay bà gây dựng lên cơ nghiệp lo cho các con các cháu, nhưng đến bây giờ bà nằm như thế này đây. Thế các cháu thử suy nghĩ xem là bà nằm như thế này thì có đáng không, và các cháu phải làm gì. Lúc đó thì các con các cháu chạy đến xin lỗi và cũng đưa ra những lý do là vì đi xa đi gần, rồi vì công tác, rồi vì nhiều điều kiện mà không tìm được bà. Thì bà cũng nói là bà thì không trách móc gì cái chuyện này cả, bà chỉ muốn nói với các con các cháu rằng khi người ta muốn nhìn vào người phụ nữ ấy, thì người ta xem cái bếp, thì người ta đánh giá được người phụ nữ ấy như thế nào. Khi mà nhìn vào một gia đình thì người ta nhìn vào cái bàn thờ, và khi nhìn vào một dòng họ thì người ta nhìn vào khu lăng mộ. Thì bây giờ thử nhìn xem lăng mộ họ Nguyễn như thế này thì có xứng đáng hay không. Thế và bà gọi thằng Sinh ra đây cho bà bảo. Thì một lúc sau thì thấy có một anh lọc cọc chạy ra. Thì anh đó bà cháu là Sinh. Thì cái anh Sinh đó chính là cái người ăn thừa tự
toàn bộ cái đất đai, nhà cửa, rồi tài sản của cụ bà để lại. Đấy, và bảo bà nói rằng cháu hãy thắp lên đây một nén hương, mỗi đứa cháu thắp cho bà một nén hương và xin thắp lên đây cho bà một nén hương, và cháu tự nghĩ xem cháu cần phải làm gì. Đấy, và sau đó thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là những cái lời trách móc rất là tế nhị như vậy, mà cái cách nhắc nhở cũng rất là tế nhị, thì là bà cụ bà đã chuyển đến các con cháu như là một cái thông điệp về cái việc là phải làm như thế nào để tròn cái đạo hiếu và tròn cái đạo nghĩa đối với ông bà gia tiên, và cũng là làm tròn bổn phận của con của cháu. Và cụ ấy nói rằng là cái này chính là cái để mà các con các cháu dạy chính con cháu của các cháu, làm đây không phải làm cho bà mà là làm cho các cháu đấy. Các con các cháu của cháu nó sẽ nghĩ sao khi nó biết rằng cụ của nó đã làm được những việc như vậy, nhưng bây giờ bố mẹ nó, ông bà nó chả thèm để ý gì đến mộ của cụ nó cả. Thế thì tôi thấy rằng là cái sự nhắn nhủ đấy cũng hết sức là tế nhị, và còn rất nhiều nữa cơ. Nhưng mà trên hết của tất cả những cái câu chuyện đấy, chỉ là một ví dụ rất nhỏ thôi, không thể nào lột tả hết được những cái điều mà người âm nhắn nhủ, dạy bảo hay là mang lại cho chúng ta. Mà cái toát lên ở đây tức là cái sự độ lượng và bao dung. Và nhiều khi tôi có những cái câu ước rất là vu vơ, rất là ngô nghê. Tôi bảo ước gì mà mình toàn sống với những người âm nhỉ, tại vì sao người âm tốt thế, độ lượng thế. Thế còn nếu là người sống thì sẽ chấp nhau đấy. Quý vị Phật tử, và xin cảm ơn câu chuyện vừa qua của Bích Hằng. Trong thời đại văn minh, khoa học kỹ thuật đang thống lĩnh đời sống xã hội của chúng ta như hiện nay. Có một số người có quan niệm rằng khi chết là hết, nên đã quên lãng những ân tình đối với người quá cố. Những việc làm đầy đạo nghĩa của cô Bích Hằng cùng với các nhà tâm linh học đã khiến cho mọi người thấy rằng chết không phải là hết. Làm giúp cho một số người có thay đổi quan điểm từ cách sống vội vàng, chạy theo vật chất, tiền tài, lợi nhuận, xem thường những ân nghĩa của đời, để trở thành cách sống sao cho xứng đáng. Xứng đáng kiếp người để khi về thế giới bên kia, khi gặp lại nhau không phải hổ thẹn, ăn năn hối tiếc muộn màng. Và thông qua đây xin hỏi cô Bích Hằng một câu là, trong khi đi tìm mộ, đã có những trường hợp nào người mất nhắn nhủ cho con cháu còn đang sống qua trung gian là cô không ạ? Xin cảm ơn. Về câu hỏi này thì tôi cũng xin muốn được chia sẻ với tất cả các quý vị. Năm 2005 thì cái bộ môn cận tâm lý của chúng tôi có làm một cái đề tài nghiên cứu khoa học gọi là đề tài tìm ngược. Cái đề tài tìm ngược này xuất phát chính từ việc những người âm nhắn rủ tìm con cháu. Và trong quá trình đi tìm thì có những người họ gọi, họ nhắn. Tức là tôi đã đi tìm rất nhiều những mộ ở các cái chiến trường ấy. Thì có những chiến sĩ họ gọi, họ nói là cho anh nhắn nhủ cho mẹ anh, cho bố anh hay là cho những người thân trong gia đình của anh. Và từ đấy mà tôi cũng đã giúp cho một gia đình của Đại tá Nguyễn Quang Quỳ ở khu tập thể Nam Đồng. Khi mà đi tìm mộ cho gia đình của Đại tá Nguyễn Quang Quỳ thì có một người nhắn tin. Tức là ông bác, ông ấy nói là tôi hy sinh, tôi nằm ở nghĩa địa của làng Ba Thá ở Mỹ Đức Hà Tây á. Và khi đến mộ ông bác thì ông ấy nói là hồi xưa trong quá trình đi hoạt động thì tôi có lấy một người tên là bà Liễu, và hiện Liễu đó là y tá, và hai người đã cùng nhau về hoạt động ở cái vùng Ba Thá ấy, nhưng không may ông đã hy sinh, còn bà Liễu thì sau này cũng không đi lấy chồng nữa và bà ở vậy. Nhưng bà không kịp hỏi cái người chồng của mình là quê hương bản quán của bà ở đâu, của chồng mình ở đâu, và bằng cách nào để tìm lại được quê hương của chồng. Nhưng qua lời nhắn của liệt sĩ thì gia đình bác Nguyễn Quang Quỳ kết hợp với địa phương
và đơn vị cũ của liệt sĩ đã tìm được bà Liễu và đã thỏa mãn được cái lòng mong mỏi của bà bao nhiêu năm, là tìm lại được quê hương bản quán của người chồng mà khi lấy nhau bà chưa kịp sinh với ông một đứa con, nhưng bà vẫn ở vậy thờ chồng cho đến những năm tháng cuối đời của mình. Thì câu chuyện đó cũng là một cái câu chuyện hết sức xúc động. Còn có những câu chuyện cũng rất xúc động và phải nói là còn gay cấn nữa. Đó là một câu chuyện xảy ra ở vùng xã Tam Sơn của huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đó là vào cuối năm 2004, khi tôi đi tìm giúp mộ cho một gia đình anh Hán Quang Hợp là quê ở Tam Sơn, Từ Sơn. Thì khi tôi về tôi tìm mộ thì gia đình anh này chỉ tìm một cụ thôi, tức là tìm cụ tứ đại của mình là cụ Hán Văn Tứ, chôn ở tại nghĩa địa, ngày xưa là nghĩa địa của làng Tam Sơn. Nhưng sau đó thì nghĩa địa bị phá đi và trở thành ao chuông nhà cửa. Thế khi tìm cụ thì cụ chỉ xuống một cái ao, một cái đầm rộng và chỉ toàn mênh mông lại bèo lục bình, xung quanh là bờ tre, xung quanh là trâu bò, họ buộc chuồng trâu chuồng bò. Thế thì thực sự khi nhìn xuống cái đầm nước đó thì cụ nói là cụ nằm ở dưới đó. Thì tôi cũng cảm thấy rất là hoang mang. Và gia đình thì đã tìm, đã từng nhờ rất nhiều người, các nhà ngoại cảm khác đã đi tìm, đã đi đào bới khắp xung quanh khu vực đó nhưng mà đều không thấy. Thì khi cụ chỉ xuống đấy thì tôi nghĩ rằng hay là cụ thấy con cháu vất vả quá, là cụ cho chỉ xuống đấy để nản chí rồi không đi tìm nữa. Nhưng mà gia đình vẫn nung nấu quyết tâm, bởi vì cả dòng họ bây giờ cũng rất là thành đạt. Trước đây thì là dòng họ Hán, nhưng thực chất là sau này ấy, là đi các cụ bị đấu tố rồi bị quy địa chủ, quy sai và nhiều vấn đề nữa, thì họ đi làm con nuôi cho họ Ngô và họ trở thành con cháu họ Ngô và đổi họ là họ Ngô, cái gốc là họ Hán. Thế thì hôm đó thì cụ chỉ như vậy, thì sau một tháng, tức là cái mùa nước hơi cạn một chút, thì gia đình thực hiện cái việc làm đó là đắp bờ xung quanh. Nhưng mà đó là một cái ao lớn lắm, sâu, nước sâu lắm, không thể đắp ngăn được một khu được, mà phải đắp bờ bên ngoài và bơm toàn bộ cái nước ở trong ao đó ra. Cái vấn đề bơm nước là một cái vấn đề vô cùng khó khăn, nhưng còn dễ thực hiện. Nhưng cái việc tiếp theo đó là việc lôi cái đám bèo lục bình ấy lên. Tức là bây giờ làm sao lôi hết được cả cái đám bèo lục bình rộng hàng mấy xào ruộng Bắc Bộ như thế kia để mà lấy được mộ cụ. Thế sau đó thì anh Hợp quay lại có nhờ tôi. Anh nói là nhờ em lên, em chỉ cho anh cái tọa độ, nếu có thể lôi độ khoảng chục mét vuông, 20 mét vuông bèo thì được, chứ bây giờ lôi cả một cái ruộng mênh mông thế kia thì anh không biết làm thế nào. Thế là tôi đã đi lên, tôi đi lên trên làng đó trong cái sự lo lắng và run sợ của bao nhiêu người khi đi cùng với tôi. Kể cả anh lái xe cũng thất thần khi về làng một cái nhìn thấy bắt đầu đứng từ đầu làng là đã có người đứng đón rồi. Và vào đến nơi thì dân đứng xung quanh đông ngan ngát gần như hôm nay. Hàng ngàn người đứng để chờ đợi, bởi vì cái gia đình này đi tìm mộ, sự kiện của gia đình đi tìm mộ đã gây xôn xao dư luận của cái làng ấy rồi. Mà con cháu của cụ thì lại là quan chức trong chính phủ nữa, cho nên là càng gây sự chú ý của nhiều người. Thế khi tôi đến thì các anh ở trong văn phòng chính phủ rất là lo lắng hỏi là em ơi liệu có chắc chắn không? Nếu mà chắc chắn thì hãy làm, mà nếu không thì em phải tìm lý do cho thích hợp để về. Thế nhưng tôi bảo là có gì mà không chắc chắn, cụ bảo ở đấy thì cứ theo cụ mà làm. Thế khi tôi chỉ cái tọa độ cho mọi người vớt cái bèo lục bình đó lên, thì khi vớt lên thì lại thấy có một ngôi mộ, đúng là có một ngôi mộ dưới cái đám bèo lục bình ấy thật. Thì mọi người vui mừng, tức là muốn tức thở, muốn vỡ tim luôn. Nhưng đến lúc hỏi cụ, cụ trả lời của bố không phải, tôi không phải là Hàn Văn Tứ, mà tôi là Ngô Gia Hiệu. Thế bộ, xong gia đình lại ôm lấy một cái hy vọng rất mong manh, hay là cụ có tên khác gọi là Hiệu, còn gia đình mình bây giờ đổi là họ Ngô, có khi cụ lấy cái họ bây giờ. Mình bảo vô lý, chỉ có con cháu theo cụ chứ không có chuyện cụ theo con cháu để mà đổi họ thay tên, mà chỉ có con cháu theo các cụ để thay tên đổi họ thôi. Làm gì có chuyện xưa là họ Hán, bây giờ con cháu nó họ Ngô mà cụ lấy họ Ngô, không phải thế. Thế cụ, tôi hỏi là cụ, thế cụ người nhà cụ ở đâu và con cháu cụ đang ở đâu? Thì cụ mới nói rằng là các con cháu họ Hán làm ơn nhắn giúp cho dòng họ của cháu Ngô Gia Tự. Bởi vì tôi là bậc ông của cháu Ngô Gia Tự. Và Ngô Gia Tự chính là cháu của tôi. Thì anh hùng Ngô Gia Tự thì tất cả chúng ta đều biết rồi. Thế và dân trong làng đó họ nói à, các con cháu của gia đình cụ Ngô Gia Tự, Ngô Gia Khảm ấy, thì còn ở trong làng này, họ mới chạy đi họ tìm.
họ tìm thì một lúc sau thì gia đình của cụ họ Ngô ra. Thì có những người đã là thầy giáo thành những ông giáo làng già rồi, những người đó trông rất là khiêm nhường. Thì họ ra khi họ nghe thông tin ấy thì họ về họ tra lại gia phả, họ cũng nói là nhà họ mất một ngôi mộ như thế. Thế và họ về họ tra gia phả, họ ra họ rất vui mừng, họ báo tin, họ bảo đúng, trong gia phả có cụ Ngô Gia Hiệu và gia đình mất mộ cụ Ngô Gia Hiệu. Khi tìm thấy rồi thì lúc đấy bắt đầu đến lượt con cháu nhà họ Hán là chán nản, thực sự rất là buồn bởi vì đi tìm mộ cụ mình rồi quật cả một cái đầm nước lên, rồi bao nhiêu công lao bốc bùn bốc bèo, bây giờ tìm một người không phải là ông mình. Thì lúc đấy cụ Ngô Gia Hiệu cụ mới nói là các cháu đừng buồn, họ Ngô sẽ đáp tạ công ơn của họ Hán, sẽ chỉ mộ của cụ họ Hán cho các cháu. Cụ Hán Văn Tứ cụ nằm ở kia kìa, tức là cách của ông độ 7 bước, nhưng mà mộ cụ bây giờ tang thương lắm. Thế thì lúc ấy tôi mới hỏi cụ Hán Văn Tứ, bây giờ cụ nằm ở đâu, cụ chỉ cho cháu đi. Thì cụ chỉ xuống, cụ bảo chua cái bãi bùn này này. Lúc đấy thì tôi phải ngồi trên một cái thuyền sắt để đi ra, mọi người đẩy trong bùn lầy để đi ra. Đi ra thì tất cả mọi người vào chả thấy cái gì cả, đất đai thì không. Thế mình bảo là thôi mò dưới bùn xem có thấy gì không, cụ bảo cụ nằm ở dưới đấy đấy. Thế khi mò mẫm ở dưới bùn thì thấy có một cái tiểu, đúng là có một cái tiểu trong bùn sâu lật úp xuống. Lật úp xuống thì cụ Tứ cụ nói là khi người ta làm đổ cái tiểu của cụ thì xương nó văng hết ra xung quanh và bây giờ vẫn còn đấy. Thế là tất cả các con các cháu từ com lê, caravat, giày tây bỏ hết ra và xuống mò. Và lúc đấy thì vui lắm, tức là mỗi người mò được một cái xương thì cứ như là mình vừa được một cục vàng hay là một hòn ngọc ấy. Reo hò ầm ĩ lên. Và cho khoảng tờ tầm sau khi mò mẫm khoảng gần 2 tiếng đồng hồ thì chúng tôi đã lấy được trọn vẹn bộ hài cốt của cụ Hán Văn Tứ. Và cái điều rất là vui nữa là khi mà lật cái tiểu đó lên ấy, thì gia đình họ Hán này một gia đình giàu có mà. Thế khi đưa được cái tiểu lên bờ, rửa tiểu xong và rửa gạch xong thì họ đã nhận ra cái gạch mà vẫn lát ở nền nhà thờ cũng là cái gạch mà đậy trên nóc mộ của cụ. Và cụ Hán Văn Tứ rồi cụ Ngô Gia Hiệu đứng nhìn và cười. Cụ Ngô Gia Hiệu cụ nói là thế con cháu họ Hán đã hài lòng chưa? Thế đã tọa nguyện với cái việc báo đáp ơn nghĩa của họ Ngô chưa? Bây giờ còn việc còn lại là của họ Ngô, tức là hãy đưa ông về bên cạnh Ngô Gia Khảm, bên cạnh cháu Ngô Gia Khảm để nằm. Đấy, thế thì con cháu họ Hán lúc đấy là cũng rất là hiệp sĩ, và là lúc nãy thì cụ giúp cho họ Hán để chỉ họ Ngô, họ Ngô cụ giúp họ Hán để chỉ mộ ra họ Hán, thì bây giờ họ Ngô lại tiếp tục giúp họ Hán lại tiếp tục giúp họ Ngô, có nghĩa là cùng với họ Ngô đưa mộ cụ lên trên núi. Thế là vui không? Và thế là lúc ý thì tôi nhìn thấy tất cả các cụ trong gia tiên của hai họ đấy rất là vui. Và mọi người, tự nhiên tất cả những người đứng trên bờ thì họ cũng giống như chúng ta hôm nay khi nghe thấy ấy, và tự nhiên vỗ tay rào rào, tức là dân làng họ vỗ tay rào rào ấy. Thế là hai họ đấy cùng nhau đưa mộ hai cụ ra núi chùa, và mộ của cụ Hiệu được an táng gần mộ của anh hùng Ngô Gia Khảm. Thì đấy là một cái lời nhắn nhủ mà tôi xem rằng đúng là một câu chuyện này qua một cái hoàn cảnh đầy kịch tính nhưng mà đã dẫn đến một cái kết thúc vô cùng có hậu và kết thúc rất là vui vẻ. Và có một cái điều đặc biệt hơn nữa là trước khi đi tìm mộ thì vì tìm mãi không thấy cho nên trong dòng họ là xảy ra xích mích, một phía thì tin tâm linh, một phía thì không, và xảy ra những cuộc tranh luận bất phân thắng bại và trở thành cái sự mất đoàn kết nữa cơ, và mâu thuẫn. Nhưng đến khi tìm thấy cụ rồi thì tất cả những cái sự tranh luận rồi những cái mâu thuẫn ấy gần như là tan biến, và chỉ còn lại một bầu không khí rất là đầm ấm, rất là thân thương và chan hòa tình cảm họ Mạc, gia đình, anh em và xóm làng nữa. Và hai họ họ tổ chức một cái buổi liên hoan rất vui vẻ. Và câu chuyện này có hậu phải không ạ? Câu chuyện rất là cảm động. Chị cho tôi hỏi cái điều này cho rõ chút xíu. Tức là chị thấy và nghe được người âm thì có thể diễn tả như thế nào? Cái cách thấy như thế nào? Nhìn thấy hay là sao ạ? Tức là chị nhìn thấy hình ảnh của người âm đó, thì cái hình dáng nó có giống như mình xem phim không? Đại khái là nhìn thấy hình ảnh của người âm thì có rất nhiều người tò mò và đã hỏi tôi rằng là khi nhìn thấy hình ảnh của người âm thì như thế nào. Mà khi tôi nhìn thấy hình ảnh của người âm ấy thì nhìn thấy hình ảnh làng bảng như là xương là khói ấy, và rất dễ tan ra. Tức là có khi nhìn thấy rất rõ nhưng mà có khi tự nhiên lại tan biến đi đâu mất. Cho nên có rất nhiều khi tôi đi tìm mộ ấy, mọi người không hiểu vì sao tự nhiên tôi đang đứng tôi thắp hương ở trên đài liệt sĩ chẳng hạn,
mà thấy tôi cắm đầu cắm cổ, tôi chạy thật nhanh, chạy và ngã lăn quay lên một cái chỗ ngôi mộ nào đấy. Là bởi vì khi đi tìm có những liệt sĩ họ quyến luyến đồng đội, họ không muốn về, họ bảo vào nghĩa trang rồi là họ thỏa mãn rồi, họ không muốn về nữa, và họ nói rằng mình còn hơn đồng đội nhiều, có những người đồng đội còn đang nằm ở rừng xanh núi đỏ hoặc là mất xác rồi cơ, cho nên là không việc gì phải tìm. Thế nhưng khi con cháu thắp hương ở trên đài liệt sĩ thì những người đó không thể không lên đài liệt sĩ để mà chứng nhận cái tấm lòng thành của các con các cháu. Thì bao giờ khi thắp hương là tôi cứ như là một tên ăn cắp ấy, tức là bao giờ khi thắp hương tôi không phải là mắt nhìn vào một chỗ, là tôi cứ liếc quanh để xem là người âm họ xuất hiện ở chỗ nào. Có những người họ cố tình không cho mình nhìn thấy thì mình phải đành phải thế thôi, cứ giả vờ như không để ý đến họ, nhưng mà mắt vẫn liếc xem họ ở đâu. Thế là khi vừa mới nhìn thấy họ, cái hình ảnh đấy chợt xuất hiện ở chỗ đấy một cái là phải lao thật nhanh, bởi vì nếu không đến nhanh thì sẽ bị tan biến đi mất. Cũng chẳng khác nào như anh Tân vớt được mảnh sành là chạy vội từ dưới nước lên, rồi quay lại không tìm thấy dấu vết nữa. Thế tôi đã chạy đến, và rất nhiều lần tôi chạy đến, mà chạy đến là phải ôm lấy cái ngôi mộ mà mình vừa nhìn thấy ấy. Hoặc là có những hôm tôi đi trong rừng, tôi chạy mà nhà báo rồi là cựu chiến binh rồi dân địa phương chạy theo không kịp, không hiểu vì sao lại chạy, hay là sợ sâu hay là sợ rắn hay là sợ thú dữ, nhưng mà bà chả sợ cái gì cả, mà đây là đi chạy theo liệt sĩ, đây là chạy theo các anh ấy, và chỉ chạy theo những hoàn cảnh đấy thì gần như là hầu như không có sự sai lệch. Khi bất chợt họ xuất hiện, chứ còn bình thường họ xuất hiện chỗ này nhưng họ mộ ở chỗ này, nhưng họ xuất hiện xong họ lại lảng sang chỗ khác, họ không muốn chỉ thì họ cứ tránh đi. Đấy, và bao giờ khi làm việc ấy, bình thường tôi cũng có thể nhìn thấy, nhưng mà nhiều khi tôi làm việc tôi rất là hay thắp hương. Có người hỏi là thắp hương có cần thiết hay không, thì thực tế là cái thắp hương thì nhiều khi không thắp hương cũng vẫn có thể nhìn thấy được. Nhưng thắp hương là sao? Bởi vì khi mà thắp hương ấy thì cái người âm bị hút gần vào đấy. Cái người âm thì họ là điện tích âm, còn cái hương là cái lửa, nó là điện tích dương. Thì nếu giải thích theo khoa học về vật lý thì điện tích trái dấu hút nhau, tức là hút cái người âm lại gần mình. Còn một điều nữa là thắp hương lên để giao hòa giữa thế giới âm và dương, và cũng thu hút sự chú ý của người âm. Thế khi thắp hương lên thì bao giờ tôi cứ hay lấy tay tôi che che, nếu xem băng xem đĩa có thấy hay lấy tay che hoặc là tờ giấy che như thế này này, là để cái khói hương nó đọng lại, cũng là giữ hình ảnh của người âm lưu động lại lâu hơn để mình nhận xem có đúng là cái người mình cần tìm hay không. Bởi vì tỷ lệ 19% nhầm lẫn là cái 19% mà tôi không nhận được mặt. Tức là cái ảnh thì lâu quá rồi không nhìn rõ mặt và nhận nhầm. Và rất nhiều người âm người ta láu cá, người ta nhận nhầm. Và những trường hợp nhầm rất hay vào trẻ con. Nó là trẻ con, đi tìm đứa này thì đứa kia chạy ra bảo: "Ôi cháu đấy, cháu tên là như thế đấy." Xong bắt đầu chỉ người này người kia là nói như thật đấy. Nhưng mà những người trường hợp các nhà ngoại cảm đi tìm mộ thường nhầm là rất hay nhầm phải trẻ con. Đấy, nó hiếu kỳ lắm, nó cũng năng động, nó nghịch ngợm, nó láu cá lắm. Và nó cũng dẫn dắt các nhà ngoại cảm cứ chạy theo nó, bởi vì các nhà ngoại cảm cũng chỉ là người dương thôi mà, thế còn người âm dẫn dắt. Nên cái hình ảnh nhiều khi nhìn thấy nó nhanh tan biến quá, nhưng mà dù trong cái mong manh của sương khói đấy thì vẫn có thể phân biệt được đàn ông hay đàn bà, cao hay thấp, béo hay gầy, và có những cái dị tật gì cơ bản, ví dụ như cụt chân cụt tay thì vẫn có thể nhìn thấy. Trước đây khoảng 15 năm, 14 năm gì đó thì tôi còn nhìn rất là rõ. Không, khoảng 10 năm thôi. Thì còn 7, 8 năm trở lại đây thì nhìn không rõ bằng ngày trước. Tức là còn nhìn rõ là đen hay trắng. Đấy. Người trắng, người đen. Chứ bây giờ thì nhìn thấy nó hơi mờ đi. Không biết là có phải do bây giờ lớn tuổi rồi, già rồi không nhìn rõ, hay năng lượng nó kém đi thì không biết. Nhưng bây giờ thì nhiều khi nhìn nó không rõ bằng trước đây. Chứ trước đây tôi đứng ở trên đỉnh núi non nước mà tôi còn nhìn thấy ở dưới tận, dưới chân núi, ở dưới nền miếu ấy, là liệt sĩ đang nằm ở trên độ cao khoảng mấy chục mét mà vẫn nhìn thấy là liệt sĩ đang nằm dưới, và suýt nữa thì nhảy bổ như anh hùng Giáp Văn Khương ấy. Theo phản xạ rất tự nhiên tôi nhìn thấy liệt sĩ là lao xuống, may hôm đấy có bạn bè giữ chứ không chắc là thành Giáp Văn Khương thứ hai. Trường hợp việc hết sức là đặc biệt. Xin hỏi chị thêm điều nữa là khi cái người còn sống mà cúng tế đó, thì người âm họ nhận được như thế nào, họ có nhận và họ có vui không anh chị? Cái điều này thì tôi thiết nghĩ rằng tất cả mọi người cũng cần phải biết, và phải biết một cách cụ thể và rõ ràng để mình có cái cách ứng xử với những người đã khuất, với ông bà cha mẹ của mình, làm sao cho tròn cái bổn phận, chọn cái đạo nghĩa, và khi biết cụ thể rồi thì mình sẽ sống tốt đời đẹp đạo hơn. Chứ còn cứ cúng cứ lễ xong nhiều khi cứ chép miệng thôi thì cứ thành tâm cứ làm thế thôi, biết thế nào chả biết có nhận được hay không, thương nhớ thì làm,
Kiểu giống như giáo sư Trần Phương nói là tưởng nhớ ngày chết thì cắm một bình hoa. Thế thôi. Nhưng mà thực sự là cái việc cúng lễ đối với người âm là hoàn toàn có ý nghĩa. Chỉ có điều là tôi vẫn thường nhắc nhở mọi người là có câu là tín ngưỡng ấy. Có nghĩa là mình tín nhưng mình phải có ngưỡng. Ngay trong việc thờ cúng cũng thế, mình không thể ẩu, không thể qua loa được. Bởi vì cái tâm mình suy nghĩ như thế nào ấy, người âm người ta hiểu được. Nhiều khi tôi đi vào nghĩa trang, tôi chỉ có một cái suy nghĩ, tức là mới chỉ nghĩ trong đầu thôi, thì các liệt sĩ đã biết rồi. Tức là tự nhiên các anh ấy gọi lại, các anh ấy nhắc. Hoặc là trong cả đoàn chúng tôi đi tìm liệt sĩ cũng vậy. Là tự nhiên thiếu tướng Chu Pháp đang nghĩ là cái việc này, việc kia. Thì tức là thiếu tướng nghĩ rằng là ở đây không biết có thử liệt sĩ nào là nữ không nhỉ. Thì một lúc sau ông đã nhìn thấy có một người, tức ông mới nghĩ thì ông chưa nói, đã thấy có một cô sắn quần lên trên đầu gối, chân trắng ơi là trắng, đứng lên và thủ trưởng ơi có em đây. Đi độ khoảng 4 bước nữa thì đúng là trước mặt có một ngôi mộ của một nữ liệt sĩ. Tức là người ta nhìn hình như người ta nhìn thấy và thấu hiểu được tâm can của mình. Và cũng có những người đi tìm mộ cứ nghĩ trong đầu hoặc nói vu vơ rằng là không tin rằng là thế này thế khác là báng bổ. Thì đến khi đi tìm thì những người âm họ nhắc lại hoàn toàn là như thế. Tức là thậm chí có người họ còn không cho tìm thấy nữa cơ. Họ bảo là cái thằng ấy nó có tin đâu mà tìm. Đấy, và ngay bản thân hôm tôi đi Tây Nguyên cũng thế. Tức là các liệt sĩ ở Tây Nguyên bảo rằng là anh đang nằm ở đấy. Xong các liệt sĩ lại nói với tôi, làm cho tôi vừa cảm thấy buồn nhưng mà tôi cũng lại cảm thấy vui. Tức là các liệt sĩ nói rằng cháu ơi cháu đừng nản lòng nhé. Hai thằng kia nó không tin đâu. Nhưng mà cháu đến với đây vì các chú. Xong bảo hai thằng nào ạ? Xong chỉ trên bờ thằng kia. Thế thì tôi nhìn thấy cái anh đấy, nhưng mặc dù anh ấy có vẻ rất là thành tâm kính cẩn ấy, nhưng mà đến cuối cùng khi mà liệt sĩ nói vậy thì tôi cứ để tôi chiêm nghiệm xem như thế nào. Sau đó thì trên đường về khi mà tìm không được, chỉ xuống hồ nước ấy, thì các liệt sĩ nói là đang nằm ở dưới này. Anh đấy anh bảo là 36 trước chuồn là thượng sách. Nó chỉ xuống cả một cái đập nước này, ý nó bảo là thách đố, có nghĩa là mình không có khả năng tát được cái đập nước này đi, xuống đấy mà mò. Đấy, khi tôi nghe thấy câu nói đấy thì tôi rất là buồn. Và các bác ở trong bộ môn rất sợ tôi hoang mang về tâm lý, không làm được việc nữa. Nhưng mà tôi phải nói với các bác rằng cháu không hoang mang vì chính các liệt sĩ nói với cháu từ lúc ở dưới hồ ấy. Khi mà cháu ngồi ở ngoài giữa hồ cháu lễ thì các liệt sĩ bảo là hai thằng trên bờ kia nó không tin đâu. Đấy, nếu nó nói cái gì thì cháu đừng buồn nhé, cháu vào đây với các chú chứ không phải vì chúng nó. Cháu đừng buồn, đừng bỏ các chú. Thế nên các bác yên tâm, cháu không bỏ đâu, cháu sẽ quay lại đây nữa. Vất vả cũng đi, gian khổ cũng đi, không sợ. Còn cái chuyện thị phi đàm tiếu, chuyện bình thường. Mình phải biết bỏ qua cái nhỏ để vì cái lớn. Mà mình đây là mình vì các liệt sĩ. Đấy, và cái chuyện cúng lễ cũng vậy. Tức là khi mà ông bà cha mẹ ngày giỗ, ngày Tết ấy, họ rất cần cái việc thắp hương. Tức là đối với người âm, một năm ở dưới âm thì bằng một ngày ở trên trần của chúng ta thôi. Cái khái niệm về thời gian nó khác nhau rất là nhiều. Và người ta rất nhớ cái ngày giỗ của người ta. Ví dụ ngày sinh, ngày mất là người ta rất là nhớ. Ngày sinh thì đối với các cháu của thế hệ Tân Kỳ bây giờ này, của thời đại mới ấy, thì thường là đến ngày sinh nhật ấy, là nó về nó nhắc bố mẹ là sau ngày sinh nhật đấy bố mẹ không tổ chức sinh nhật cho con. Tôi nói chuyện với rất nhiều cháu, nó buồn lắm. Lúc con còn sống thì bánh gato rồi thắp hương cho con, sau lúc con mất ngày sinh nhật lại không thắp hương cho con. Và nó nhắc đúng cái ngày đấy luôn. Nó rất là trang trọng. Hai nữa là ngày giỗ, các cụ không cần ở chúng ta mâm cao cỗ đầy. Có thể chúng ta chỉ bát cơm quả trứng, đĩa muối, mấy lát gừng, gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau đấy. Tức là đấy để nhắc cái nghĩa tình đối với người đã khuất và nghĩa tình của người còn sống. Hoặc chỉ cần một nén hương tưởng niệm, cắm một bình hoa, một cốc nước thôi, cũng đủ người âm đã thỏa lòng rằng con cháu vẫn nhớ đến mình. Và cái việc mà đốt vàng mã tiền vàng cũng vậy, chắc là vấn đề rất nhiều người quan tâm. Người âm người ta không cần nhiều đâu, không cần phải đống vàng lớn, đống vàng bé, quần dài, áo ngắn, không. Chỉ cần một bộ quần áo tượng trưng để người ta cảm nhận được rằng người ta có được mặc ấm, có được gửi quần áo. Chỉ cần một lưng cơm muối để người ta cảm nhận được rằng người ta có ăn. Và mình thắp hương lên để người ta được an ủi rằng con cháu nó vẫn nhớ đến mình. Và cái mà người âm người ta sợ nhất là người sống lãng quên, người đã khuất. Em xin cảm ơn những câu chuyện rất là cảm động của chị Bích Hằng. Và qua những trường hợp trên thì cho ta thấy rằng người mất
xem ngôi mộ tốt hay xấu như là một giá trị danh dự của mình, và là và cũng là biểu hiện của tấm lòng, của nghĩa tình đối với người còn sống, của người còn sống đối với người đã mất. Chỉ có những người thường xuyên tu tập quán chiếu vô thường rất là rõ ràng sâu sắc trong cuộc sống hàng ngày thì người ta mới vượt qua được điều này. Cũng như là trong trường hợp cha của ông Ngô Duy Tân á, làm cho chúng ta cũng thấy được rất là rõ rằng là người mất, người sống không những được hưởng âm đức của người mất mà còn hưởng được cái sự phù hộ của họ. Thưa chị Bích Hằng, thì trong thời chiến tranh á, có rất là nhiều liệt sĩ, chắc chắn là sẽ có rất là nhiều liệt sĩ hy sinh oan khuất mà không ai biết đến. Vậy thưa chị có thể kể một cái trường hợp trong cái kể một câu chuyện trong những cái trường hợp như thế này. Đúng là trong chiến tranh, chiến tranh để lại một cái hậu quả vô cùng là nặng nề. Hậu quả của chiến tranh đã tàn phá đất nước của chúng ta, hậu quả của chiến tranh đã chia ly bao nhiêu gia đình trong cái cảnh sinh ly tử biệt. Chiến tranh đã chia rẽ bao nhiêu đôi lứa, đã chia rẽ bao nhiêu cặp vợ chồng. Và chiến tranh cũng làm cho bao nhiêu người mẹ mất con, bao nhiêu người vợ mất chồng, bao nhiêu người con mất cha và bao nhiêu người cha mất con, rồi đồng chí đồng đội mất nhau. Nhưng cái đau thương hơn nữa trong chiến tranh, mà cho đến bây giờ cái vết thương đó vẫn còn và có lẽ là còn tồn tại dai dẳng, đó là có những người hy sinh trong chiến tranh nhưng lại bị oan khuất và không được công nhận là liệt sĩ. Tôi đã rất nhiều lần, tôi đã phải khóc, khóc rất nhiều trước những bà mẹ, trước những người vợ đau đớn chờ chồng như hòn vọng phu ấy. Và chiến tranh đã lùi xa đến ba mươi mấy năm rồi, những cái vết thương chiến tranh mà chúng ta có thể nhìn thấy thì gần như đã được hàn gắn, nhưng vết thương trong lòng họ thì càng ngày càng khoét sâu thêm và không bao giờ được hàn gắn. Đó là người thân của họ mất tích, không được báo tử và không biết là hy sinh ở đâu, không được công nhận là liệt sĩ. Và có những người khi ra đi, họ tình nguyện họ ra đi, họ tự nguyện tham gia vào cuộc trường chinh để giành lại độc lập thống nhất cho dân tộc. Họ không nghĩ đến rằng mai ngày khi họ hy sinh thì xã hội sẽ nhìn nhận họ như thế nào, và hậu quả là con cháu của họ sẽ phải gánh chịu khi mà cái sự ra đi của họ là bí mật, âm thầm và không có cái giấy tờ hoặc là văn bản rõ ràng. Trong muôn ngàn trường hợp đấy thì có một trường hợp mà hiện nay vẫn làm cho tôi cảm thấy rất là tôi rất đau lòng. Đó là trường hợp của liệt sĩ Lại Văn Kháng ở Ninh Hòa, Ninh Đông, Khánh Hòa. Liệt sĩ Lại Văn Kháng đã đi theo tiểu đoàn đặc công 409. Đầu tiên chỉ là một cậu bé lon ton đi theo các chú bộ đội thôi, và đã đi theo từ năm 16, 17 tuổi. Sau đó thì gia nhập quân đội. Và vì là ở sinh ra ở cái mảnh đất mà cũng gần ở Bình Định, là cái mảnh đất đầy tinh thần thượng võ, thì đây là một chiến sĩ rất là giỏi. Là một chiến sĩ mà người ta thường dùng cái từ đối với liệt sĩ này như một con dao phá ấy. Tức là trên bộ cũng được mà dưới thủy cũng được. Khi bơi thì như con rái cá, nhưng mà khi trèo thì cũng không khác gì con khỉ. Nhưng khi bác ấy hy sinh thì không có một dòng tên ở bất kỳ một cái tài liệu nào của địa phương cũng như là của đơn vị để lại. Và vô hình là người chiến sĩ đấy không được công nhận là liệt sĩ. Nếu như không có cuộc kiếm tìm ở Canắc thì chắc chắn rằng những cái trang đời và những cái uẩn khúc, những nỗi oan khuất của liệt sĩ đấy sẽ mãi mãi khép lại, không ai lần dở đến nữa. Nhưng tình cờ trong cuộc kiếm tìm ở Canắc thì tôi đã tìm được hài cốt của chiến sĩ đó nằm ở dưới chuồng lợn của nhà một chị ở thôn Đội 9, thị trấn Cơ Bang, tỉnh Gia Lai. Thì khi đó thì liệt sĩ mới nói với tôi rằng liệt sĩ ở Ninh Hòa, Ninh Đông ở Khánh Hòa, và có người em là Lại Hữu Trác. Bây giờ liệt sĩ chỉ muốn nhắn nhủ cho người thân, cho gia đình ở quê hương đó là hiện nay liệt sĩ đang nằm ở trong Tây Nguyên này. Khi tôi về tôi nhắn tin thì khoảng chừng mấy tháng sau, ở địa phương báo lên là đúng, ở đấy có một người tên như vậy, nhưng mà mất tích từ hồi kháng chiến chống Mỹ và không phải là liệt sĩ.
Hiện nay thì có người em trai và người em trai đó đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Và cái thông tin đó đã được chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Và cái người em trai là chú Lại Hữu Trác đó, chú đã bay ra Tây Nguyên ngay lập tức để đi nhận hài cốt của anh mình. Nhưng đối với địa phương của Tây Nguyên ấy, thì sau khi đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ ngoài rừng đưa vào nghĩa trang, thì bây giờ muốn bàn giao lại hài cốt liệt sĩ thì người ta phải có đầy đủ giấy tờ, thủ tục để chứng minh rằng đấy là liệt sĩ. Và như vậy thì người ta mới có thể bàn giao cái hài cốt đó để cho người thân của liệt sĩ mang liệt sĩ về quê hương. Nhưng tiếc thay, người em đem ra chỉ có tấm lòng thôi, với cái tình thương, cái tình cảm và cái nỗi vui mừng khôn xiết khi biết được tin của anh mình đem về, đem ra Tây Nguyên, chứ không hề có một mẩu giấy để chứng minh được rằng anh mình là liệt sĩ. Mặc dù người em đấy cũng chính là người đã chia tay anh khi mà anh đang trong bộ quân phục mới toanh, mặt mũi tươi hớn hở rằng là anh đã được là bộ đội. Và hai anh em chia tay nhau cũng trên chiến trường, anh đi một ngả, em đi một ngả. Em thì bị thương trở về và bây giờ là nhận một cái hậu quả của chiến tranh, đó là không có con, vĩnh viễn không bao giờ có khả năng sinh con nữa. Và chính bác Lại Hữu Trác này đã tình nguyện hiến xác cho y học khi bác ấy chết. Và bây giờ bác ấy tìm lại người anh. Thế là bác ấy không có chứng cớ gì để chứng minh được. Và sau đó thì người anh đó đã nhắn nhủ cho những đồng đội A, B, C và rất nhiều người còn sống để chứng minh cho bác Lại Văn Kháng này là bác đã từng sống, đã từng chiến đấu ở cái đơn vị ấy. Và sau đó thì bác Trác đã đem cái tài liệu đó về quê hương để chứng nhận cho người anh mình là liệt sĩ. Nhưng mà vẫn chỉ được sự hứa hẹn chờ đợi thôi, cứ chờ đấy. Và cái sự hứa hẹn đấy cho đến nay đã là 4 năm có lẻ rồi. Nhưng liệt sĩ vẫn chưa được thỏa được nguyện ước cuối cùng, vẫn chưa được về quê hương. Nhưng người em trai của liệt sĩ là bác Lại Hữu Trác, thì vì không phải là vì anh mình chưa được đưa về quê hương mà quay lại Tây Nguyên đâu, mà bác ấy tình nguyện là cứ mỗi lần chúng tôi vào Tây Nguyên thì bác lại từ Sài Gòn đi ra để đào bới những đồng đội của anh mình. Bác ấy nói rằng anh bác đau khổ vì chưa được công nhận là liệt sĩ, nhưng cái đó, cái chuyện, cái danh hiệu đó không quan trọng bằng là trong lòng mình, tức là trong lòng những người dân, trong lòng bác và trong lòng những người đồng đội biết rằng đây là một chiến sĩ rất là dũng cảm, kiên trung và đã hy sinh rất có ý nghĩa cho đất nước, cho dân tộc. Chỉ cần vậy là đủ rồi, còn anh ấy nằm ở đâu cũng được, không quan trọng. Đến bác còn tình nguyện hiến xác cho y học, huống chi là anh bác. Thế và bây giờ là bác cứ vào Tây Nguyên vậy thôi, bác đi bác đào bới liệt sĩ. Và cho đến giờ phút này thì chúng tôi đã đào bới tìm được khoảng hơn 300 hài cốt ở đó. Và đào trong nhà dân, rồi trong rừng, trong lâm trường, ở mò, dưới suối, dưới hồ mang lên, vân vân và vân vân. Đấy là một cái trường hợp hậu quả của chiến tranh, nhưng đến bây giờ là câu chuyện đấy chưa có hậu. Chừng nào liệt sĩ Lại Văn Kháng được về quê hương Ninh Đông, Ninh Hòa, nằm bên cạnh bà mẹ của mình, và chừng nào tổ quốc ghi công, tức là có cái tấm bằng tổ quốc ghi công treo trên bàn thờ của liệt sĩ, lúc đó tôi mới nghĩ rằng lúc đó mới là có hậu. Bởi vì người ta hy sinh đã không tiếc xương máu, nhưng mà một cái danh hiệu liệt sĩ không cần đâu, nhưng cần cho những người còn sống thì vẫn chưa có được. Còn câu chuyện thứ hai là câu chuyện tôi cho rằng đó là một kết thúc có hậu. Tức là trong một cuộc đi tìm vào năm 2004, tôi đi tìm liệt sĩ Phùng Thị Nga là quân y sĩ thời chống Pháp. Khi tôi tìm thấy bà ở trên một cái đồi sắn của nhân dân, và oái oăm thay là cứ mỗi các liệt sĩ của chúng ta rất hay phải nằm vào những cái chỗ mà hố tiêu, hố tiểu, trùng trâu, trùng bò của nhân dân. Bởi vì nằm ở trong rừng, trong núi, là nằm ở những cái chỗ sâu mà. Thế sau đó nhân dân đến ở thì người ta không biết. Thì tôi đã tìm thấy bà Phùng Thị Nga trong hoàn cảnh cũng như vậy. Thì bà Phùng Thị Nga có cho tôi biết là cô nằm ở đây, khi nhìn thấy tình cảnh như thế thì con cháu thương khóc và tôi cũng khóc. Nhưng bà bảo với tôi rằng cô nằm ở đây tuy rằng đã rất khổ, nhưng có còn những đồng chí còn khổ hơn nhiều. Và ở đây có một người đồng chí đáng kính tên là Đoàn Bá Oánh. Ở bên kia kìa, cháu sang đấy cháu gặp anh Oánh giúp cô và nhắn tin cho gia đình bác Oánh. Ngày xưa bác Oánh còn nằm ở cái chỗ bẩn hơn cô nhiều lắm, nhưng bây giờ bác Oánh đã được đưa vào nghĩa trang, nhưng bác ấy chưa được là liệt sĩ đâu, bác ấy khổ, bác ấy buồn khổ lắm đấy. Thế thì tôi đem cái thông tin đấy, tôi đi tôi hỏi được liệt sĩ Đoàn Bá Oánh và tôi đem thông tin đấy về Hà Nội. Và trong những buổi tiếp dân này tôi cứ hỏi mọi người là có ai biết liệt sĩ Đoàn Bá Oánh không. Thì có một buổi chiều có một chị đến nói là tôi đi tìm bác tôi là liệt sĩ cũng họ Đoàn và cũng ở cái địa chỉ gần giống như cô Hằng nói, nhưng bác tôi tên là Đoàn Văn Đán chứ không phải Đoàn Bá Oánh. Thì lúc ấy tôi nói rằng là tôi chỉ thấy liệt sĩ Đoàn Bá Oánh đi cùng với một người tên là Trung cũng chết rồi, hai anh em đến gặp tôi.
thì cô cháu gái này xác nhận là đúng, nhà tôi có một chú tên là Trung là em của bác Đán cũng chết rồi đấy, nhưng mà bác Oánh thì không phải. Thế sau đó thì cô cháu gái này cô mới nhắn hỏi bác là bác Đoàn Văn Vinh hiện nay là chủ tịch hội chơi tem Việt Nam và bố là đại tá Đoàn Bá Thả, à, nhà mình có ai tên là Đoàn Bá Oánh không. Thế thì một lúc sau hai ông già, một ông trên 80, một ông trên 70 ngồi với vỗ đùi và ứa nước mắt ra. Bác của con tên là Đoàn Bá Oánh. Khi bác ở nhà tên là Đoàn Văn Đán, nhưng bắt đầu đi hoạt động cách mạng, bác tên là Đoàn Bá Oánh. Đấy, và khi mà bác Đoàn Văn Đán ra đi sau năm 46 là ngày toàn quốc kháng chiến thì không có thông tin trở lại. Bác ngày trước là học ở trường Andesero, học trường Bưởi. Tiếng Pháp nói như gió và rất giỏi, rất hào hoa, rất lịch thiệp. Thì ai cũng nghĩ rằng ông này đi theo Pháp, đi làm công chức cho Pháp. Mặc dù gia đình này thì các em của ông toàn đi hoạt động cách mạng, vì những cái thành tích và những cái sự cống hiến của các con cháu trong gia đình mà người ta không đặt vấn đề đối với gia đình này nhiều lắm. Nhưng cũng vẫn là một dấu hỏi lớn, vẫn là một nỗi đau của gia đình. Mỗi khi xét đến lý lịch của những người anh em để cất nhắc hoặc làm một việc gì đó thì người ta đều đánh dấu hỏi là có một người anh mất tích trong kháng chiến chống Pháp. Và một cái rất đau là ông này đã từng học trường Bưởi, ông này rất giỏi tiếng Pháp và đã từng có những lúc làm công chức trong cái thời ấy. Nhưng bác ấy là một người hoạt động bí mật. Và khi mà tìm thấy bác Đoàn Văn Đán chính là bác Đoàn Bá Oánh thì gia đình vui mừng lắm. Và sau đó thì tôi mới hỏi bác Đán là bây giờ muốn để cho gia đình khỏi phải oan khuất mà bác cũng được trả về đúng với danh hiệu của bác, xứng đáng được, thì có cách nào đây? Thì bác mới kể ngày xưa bác hoạt động với người này, bác hoạt động với người kia, hoạt động với người kia. Và rất là may khi chúng tôi tìm thấy những đồng đội của bác mà còn sống thì còn tới 4-5 người nữa còn sống, và trong đó có luật sư nổi tiếng là Nguyễn Thị Khang. Bà cũng là người trực tiếp sát cánh bên liệt sĩ Đoàn Bá Oánh. Và những năm tháng cuối cùng mà liệt sĩ Đoàn Bá Oánh hoạt động ở trên vùng an toàn khu ở Bắc Cạn rồi hy sinh thì cũng là những năm khá tháng mà bà Khang này được chứng kiến. Rồi là trong đó có nhà văn Bằng Giang và có cả một người nữa cũng chứng kiến, cũng làm chứng cho cái việc đó nhưng bây giờ đã không còn nữa, đó chính là bác Nguyễn Lương Bằng. Thì có một số người nhân chứng như vậy xác nhận cho liệt sĩ Đoàn Bá Đán, Đoàn Văn Đán tức Đoàn Bá Oánh. Sau đó gia đình mới đi lần tìm theo những cái địa chỉ và những cái nơi mà liệt sĩ nói là đã hoạt động, đã làm gì đó, thì gia đình đã lấy lại được toàn bộ các cái thông tin và những tài liệu có liên quan để có thể xác nhận cho liệt sĩ Đoàn Bá Oánh chính là người đã hoạt động cho cách mạng và cũng chính là người đã hoạt động cho chính phủ của Bác Hồ cái thời mà rút về an toàn khu để hoạt động. Và một kết thúc có hậu là ngày 9 tháng 3 năm 2007 thì liệt sĩ Đoàn Bá Oánh chính thức được công nhận là liệt sĩ, được cho bằng Tổ quốc ghi công và làm lễ truy điệu tại quê nhà ở Kim Bảng, Hà Nam. Xin cảm ơn chị. Kính thưa tất cả quý quan khách, kính thưa tất cả quý Phật tử, thì 90 phút đã đi qua và chị Bích Hằng tái hiện kể trở lại cho chúng ta được 5 câu chuyện trong hơn 10.000 trường hợp mà chị đã tìm lại được, và 10.000 trường hợp tìm được hài cốt, tìm được thân nhân cũng chỉ là con số nhỏ trong hàng triệu trường hợp hy sinh của đồng bào, của chiến sĩ, của các vị anh hùng liệt sĩ, dân tộc ta hy sinh trải dài qua hai cuộc kháng chiến vừa rồi. Và sở dĩ có quá nhiều trường hợp hy sinh rất là bi hùng, rất là oan khuất như thế là bởi vì chiến tranh. Dân tộc ta luôn luôn ở vào cái thế yếu và những cái thế lực ngoại xâm mạnh hơn họ vẫn luôn dùng cái sức mạnh quân sự để thống trị dân tộc ta. Và cha ông ta là những người hai bàn tay không nhưng hết sức quật cường, không muốn làm nô lệ, cho nên đứng lên dùng tất cả sức lực khả năng của mình để giành lại độc lập cho ngày hôm nay. Và chính vì thế đã có hàng triệu trường hợp hy sinh. Mà những điều chị Phan Thị Bích Hằng cũng như những nhà ngoại cảm khác tìm thấy được chỉ là con số nhỏ
trong con số rất lớn chưa tìm được. Và hôm nay chúng ta được cái điều may mắn là có những nhà ngoại cảm như chị Phan Thị Bích Hằng cùng với các vị khác ở trong cái trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã đóng góp được cái điều hết sức là đặc biệt cho đất nước, tức là tìm lại được những hài cốt liệt sĩ đã hy sinh qua hai thời kháng chiến như trên. Chúng ta thấy khi một đất nước mà có nhiều trường hợp hy sinh như thế mà không tìm lại được, con người còn sống không biết đến thì họ buồn và sẽ tạo thành cái oan khí cho đất nước, và như thế cũng không, cái đất nước chúng ta cũng rất khó có được sự ổn định, khó có được sự bình an. Và hôm nay chúng tôi hết sức là tán thán và tri ân chị Phan Thị Bích Hằng cũng như tất cả những đồng sự của chị trong cái bộ môn này đã đóng góp những cái điều hết sức là đặc biệt cho xã hội, cho đất nước ngày hôm nay. Và chính những cái việc làm của chị cùng với những người trong trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã cho tất cả mọi người thấy được nhiều điều rất là đặc biệt. Trước hết là nhắc nhở con người không được quên cái ân nghĩa, không được quên nguồn cội. Ngày hôm nay chúng ta có được sự sống bình yên thì chúng ta phải biết rằng phía sau cái sự bình yên này là hàng triệu con người đã nằm xuống, đã hy sinh xương máu mà không hề đòi hỏi một điều gì cả. Những trường hợp hy sinh như thế này nhắc nhở cho chúng ta phải sống làm sao cho xứng đáng là con người, không được đối xử tệ bạc với con người, để làm sao mai kia chúng ta, tất cả trong chúng ta ai cũng phải chết, ai cũng phải bước qua cái thế giới bên kia. Và đến lúc đó chúng ta gặp lại ông bà tổ tiên, gặp lại những người trong dòng họ thân thuộc của mình, chúng ta không ân hận, chúng ta không hối tiếc, chúng ta không sợ hãi khi đối mặt trước họ, bởi vì chúng ta đã sống một cuộc đời rất là xứng đáng, đã cống hiến tất cả mọi điều mà chúng ta có được để góp phần xây dựng đất nước này, xây dựng cái quê hương Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn. Và qua những cái điều chị Bích Hằng nói là cũng nhắc nhở chúng ta tưởng nhớ đến người đã khuất bằng những cái hành động rất là thiết thực, thờ cúng, và nhất là cái việc vun đắp cái phần mộ, cái hài cốt cho người đã mất một cách trang trọng, trang nghiêm, để tỏ cái lòng biết ơn của người còn sống đối với những người đã mất. Chúng ta làm như thế thì người đã mất vui lòng, và khi người đã mất mà vui lòng thì cái những người còn sống cũng như xã hội này sẽ được ổn định, sẽ được tốt đẹp hơn lên. Và khi chúng ta có được những cái kiến thức, cái hiểu biết về thế giới tâm linh, chúng ta sẽ loại trừ hẳn những cái ý nghĩ cực đoan, tức là có những người nghi ngờ thế giới bên kia, thế giới tâm linh, cõi vô hình có hay không có là cái sự phân vân, và có những người phản bác, không công nhận những điều này. Khi tiếp xúc được những người bằng xương bằng thịt như chị Phan Thị Bích Hằng cùng với những người đồng sự của chị đã cho chúng ta một cái khẳng định rất là chắc chắn, thế giới tâm linh là thế giới có thật, hiện hữu, tồn tại song song với thế giới những người còn có cái thân vật chất như những con người chúng ta. Và chắc chắn một điều, ngày mai khi chúng ta từ bỏ xác thân này, chúng ta cũng bước qua thế giới đó để gặp ông bà tổ tiên của mình. Đó là cái điều hết sức là xác thực qua những câu chuyện mà chị Phan Thị Bích Hằng đã từng kể. Lần nữa chúng tôi xin kính gửi lời tri ân đến những cái điều rất là khó làm mà chị Bích Hằng cũng như các đồng sự của chị đã làm được. Xin kính chúc sức khỏe đến chị, tất cả những người thân thuộc trong gia quyến cũng như những người đồng sự của chị sẽ được nhiều sức khỏe, chân cứng đá mềm để còn tiếp tục cái công việc mà không phải ai cũng làm được, ai muốn làm cũng không phải làm được. Chúng tôi xin gửi lời trân trọng. Xin cảm ơn thầy Thiện Hòa.
Dạ, thêm một câu hỏi là ở nước ngoài hiện nay có rất nhiều người tin vào thế giới tâm linh qua hành trình đi tìm mộ của cô Bích Hằng, cùng với những người làm công tác giống như cô. Nhưng ngược lại cũng có một số người công kích phản bác, bảo rằng mọi chuyện là bịa đặt. Để thầy trả lời thôi. Mình tự binh mình không hay, để thầy binh sao? Thầy binh không ai cãi được. Không có được, thầy xấu ốm đứng đây được. Thực ra thì ta thấy những điều mà cái việc tiếp xúc của Bích Hằng với người cõi âm được kiểm chứng qua những sự kiện có thật của người sống. Vì cái người liệt sĩ đó, họ nói họ tên đó, họ ở nhà đó, thì ta đi tìm qua người sống là đúng là trong gia đình đó có người đó, có tên đó, có sự kiện đó, có cái gia phả. Chính vì được kiểm chứng qua người sống cho nên cái việc mà tiếp xúc với cái người đã mất của Bích Hằng là hoàn toàn xác thực. Còn cái người mà họ không chịu tin là bởi vì người ta không muốn tin. Người ta không muốn tin vào một sự thật. Mà tại sao người ta không muốn tin? Người ta không muốn tin cũng giống như một người là khi ánh sáng mặt trời rọi xuống khắp tất cả mà không muốn thấy thì cứ tự do mà che mắt mình lại thôi, cũng chẳng ai cấm điều gì. Nên đó là điều có thật mà không muốn tin thì cứ tự do mà không tin. Ta cũng chẳng cần phản bác. Chỉ có một điều là khi một người đã tự che mắt mình không muốn thấy thì người đó sẽ đi sai đường, sẽ bị vấp, bị té. Cũng vậy, người ta không tin cái sự hiện hữu tồn tại của thế giới cõi âm, ta sẽ có cái lối sống sai lầm. Nghĩa là khi ta đang sống, ta sẽ sống một cách sống cạn cợt, sống lầm lỗi. Và khi ta chết, chắc chắn cái chỗ ta đến là một nơi nhiều đau khổ. Còn nếu ta biết cái người cõi sống cõi chết nó rõ ràng như thế, ta sẽ dè dặt lúc ta sống như thế nào. Ta sống làm sao để khi ta mất rồi ta có nhiều phước, ta có thể phù hộ cho người sống. Và như vậy ta sống một đời sống xứng đáng từ cái niềm tin, từ cái hiểu biết rằng cái thế giới tâm linh tương quan giữa người sống và người mất rất là chặt chẽ. Nên hôm nay là thêm một cái người, một bằng chứng sống là để chứng minh cho lời nói của Đức Phật là có thật, là có nhiều cõi giới trong cái vũ trụ này. Nên chúng ta rất vui mừng như vậy. Và để chúng ta biết dọn mình sống cho xứng đáng với những người đã chết vì chúng ta. Và ta cũng sẽ sống xứng đáng để sao cho con cháu chúng ta sau này tự hào vì thế hệ người đi trước đã sống rất là đẹp, rất là tốt như thế. Nên ta rất là cảm ơn cái hiện tượng của cô Bích Hằng như vậy. Vỗ tay đi, rồi nói xong vỗ tay. Không có thời gian. Thôi để kết thúc cái buổi tọa đàm lý thú hôm nay, là xin mời anh Võ Ngọc Minh, trưởng ban tuyên giáo của tỉnh ủy, lên anh cho phát biểu vài lời động viên, khen ngợi và nhận xét. Chúng ta vỗ tay mời anh. Dạ, xin mời anh. Kính thưa thầy Thích Trân Quang, kính thưa quý thầy, quý ni, quý sư và tất cả quý vị đại biểu cũng như tất cả quý Phật tử ngồi đây. Thầy vừa giới thiệu tôi là trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tôi cũng có một cái nhiệm vụ là làm cho ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam, người dân Việt Nam tin vào cái lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mọi người chúng ta đều phải có một cái niềm tin. Do đó hôm nay dưới cái chủ trì của thầy, thầy tổ chức cái lễ mừng Đức Phật. Thì Phật nếu mà chúng ta không tin thì chắc là chúng ta cũng không ngồi đây. Tôi vừa tin Đảng và tôi cũng tin ở Phật. Mỗi chúng ta phải có một niềm tin thì chúng ta mới sống cho mình, cho gia đình mình, cho làng, cho xã, cho xã hội, cho đất nước mình một ngày một tốt đẹp. Nhân lễ Phật Đản, tôi cũng thấy rất là cảm động. Thầy có một cái chương trình tổ chức để cho nhà ngoại cảm Bích Hằng đến nói chuyện cho hàng ngàn quý cô, quý chị, quý anh ở đây nghe về cái điều
thiện, nhớ về cội nguồn, nhớ về những người đã hy sinh vì cho chúng ta, rồi nhớ về những liệt sĩ, nhớ về cái cuộc sống chúng ta hiện tại, phải có một cái niềm tin để mà chúng ta làm được những cái điều thiện, những điều tốt. Chúng ta như là đi theo cái lý tưởng của nhà Phật là làm sao giúp được những người khổ đau, những còn người đau khổ rồi vượt qua được cái chính mình, rồi có được cái cuộc sống tốt đẹp. Rồi đặc biệt là gần đây thì báo chí cũng nói rất nhiều về xung quanh cái hoạt động của các nhà ngoại cảm, rồi cũng như là có câu hỏi đặt ra tin không tin ở trong cái lĩnh vực này. Thì cái điều đó tôi xin dành cho mọi người chúng ta tự liên hệ để ta thấy rằng cái gì mà chúng ta tin, cái gì chúng ta chưa tin, thì ta tự suy nghĩ để mà mình chọn lọc. Thế nhưng mà một cái đặc biệt tôi thấy là hôm nay bằng người thật, việc thật, nhà ngoại cảm Bích Hằng đến đây để kể lại những cái việc mà nhà ngoại cảm đã làm được trong những cái giúp những gia đình liệt sĩ tìm được người thân nhân của mình, cũng như những cái liệt sĩ đã mất rồi, rồi báo về để mà có thể giúp cho thân nhân tìm được. Thì cái việc làm này tôi cho rằng là của thầy Thích Trân Quang cũng là một cái việc làm công tác tư tưởng rất là tốt, ít nhất là tốt cho những người ngồi đây. Và tôi cũng mong rằng mọi người chúng ta ngồi đây về bằng việc thật, mình lời nghe việc thật mình nhân ra để làm cho mọi người có được cái hướng thiện, có một cái sống nhớ những người thân của mình đã hy sinh, mất những người chiến sĩ đã hy sinh. Đó là cái mong mỏi của tôi. Cái thứ hai là tôi cũng xin phép thay mặt cho tỉnh, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xin cảm ơn thầy Thích Trân Quang, cảm ơn chùa Phật Quang đã có những cái hoạt động rất là tốt, cũng hướng đúng như là cái cuộc vận động mà Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng tôi đang vận động trong toàn đảng cũng như là toàn dân học tập về cái tấm gương đạo đức của Bác Hồ, làm theo cái tấm gương của đạo đức Bác Hồ. Mà Bác Hồ khi sinh thời, Bác còn nói rằng nếu mà cụ Giê-xu, cụ Phật Thích Ca mà còn sống thì có thể là Bác xin tự nguyện Bác làm là người học trò nhỏ của các cụ ấy, và các cụ ấy cũng có thể là nhận Bác làm học trò. Thì đó là cái mong rằng cô bác anh chị Phật tử đây cũng hưởng ứng với cái cuộc đạo Phật thì nói là thiện, nói là đức. Chúng tôi thì cũng đang nói là cái cuộc vận động phải là làm sao thực hiện cái đạo đức làm người cách mạng, làm người dân cho tốt, để mà góp phần xây dựng đất nước mình nó ngày càng đẹp lên, rồi cũng đóng góp vào làm từ thiện để mình tích công tích đức, rồi mình tu tập cho tốt để mà mình làm sao cho đó là cái những người ở thế giới bên kia người ta cũng thấy rằng là cái sự hy sinh mất mát của người ta là có một cái gì đó đóng góp cho thế hệ hiện nay, làm cho đất già dân mạnh. Một lần nữa xin thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chúng tôi xin chúc sức khỏe tất cả quý thầy quý cô đang tu tập, và xin chúc quý vị đại biểu cũng như tất cả các Phật tử ở đây là có một cái niềm hạnh phúc, có được một cái niềm tin cho chính mình tốt đẹp. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Võ Ngọc Minh rất là nhiều nha. Dạ. Anh tin Đảng rồi tin Phật, khi anh về hưu anh đi tu được rồi đó. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Bụng anh to anh đi xuống. Nếu mà có duyên thì cũng phấn đấu quá thầy. Dạ. Hoan hô. Thầy cảm ơn Bích Hằng nha con. Thầy cảm ơn mọi Phật tử ở đây. Đứng lên chào Phật tử rồi cảm ơn rất là nhiều nha. Mọi chuyện đó rất là vui vẻ. Thì ta còn một vài phút nữa để ta ăn cơm chiều, rồi sau đó chúng ta sẽ tập hợp lại để ta có cái sinh hoạt buổi tối, ngồi thiền, nghe thuyết pháp và xem văn nghệ, rồi ta nghỉ. Sáng mai mới là lễ chính, thì ta còn ít phút đó mọi người có thể là sinh hoạt cá nhân, vệ sinh cá nhân, nhưng coi chừng mất chỗ ráng chịu, nên nó thầy không bảo đảm. Xin chào. Xin thông báo đến toàn thể quý Phật tử chương trình tối nay như sau: vào 6:15 là tất cả đại chúng đều sẽ tọa thiền đúng cái vị trí chúng ta đang ngồi, tọa thiền trong 30 phút.
Đến 7 giờ là thời thuyết giảng do sư phụ trụ trì phụ trách. Đến 8 giờ là chương trình văn nghệ. Và đêm nay chương trình văn